mình đang đi lần đầu tiên ra cái quán thử quán kem ở gọi là khu downtown của ở vùng của mình để ăn kem đây. Hôm nay là em Sumi lại xuống chơi đây. Lại xuống chơi đây, mấy chị em đi ăn kem. Khoái. Khoái đây cho mọi người xem nè, cũng mát cũng đẹp ha, tấp nập ha. Tấp nập nè. Ừ. Ở đây mùa hè tới thôi, hôm nay là gần 30 độ là mọi người thấy đông không? Đường phố, khu này gọi là khu, cũng là con đường chính của thành phố mình ở đây. Đây nha mọi người, chị chủ tiệm kem này là cũng là người Việt nha. Còn đó là mọi người hay chọn vị berries and coconut cũng ngon lắm. Ở đây chị phải ăn cái này. Hoặc là chocolate banana, berries, coconut, hoặc là espresso coconut. Chị có loại ice cream cà phê đó. Thì lấy một cái espresso coconut với một cái chocolate banana của chị ha. Chị ăn cái gì mà cái này mà có cái waffle thì mình cứ chọn bên ngoài nó bọc cái waffle mà cái gì lớn là nó bao nhiêu này, còn cái cỡ nhỏ là half size của waffle. Dạ vâng. Thì em có thể chia ra là nếu mà em muốn thử nhiều loại kem á thì em sẽ chia ra là hai cái waffle nhỏ với cái kem nhỏ thì em thử được nhiều hơn. Cái bự á thì nó em ăn nó nhiều quá nó no, em không thử được mấy cái khác nữa. Thế là mình lấy 4 cái ha, mình lấy được 4 vị trưởng, cho em 4 cái waffle nhỏ với kem nhé. Okay. Cho em một vị espresso, một cái chocolate banana. Để chị đi xuống nha. Hello, rồi này đi ăn kem rồi. Hello. Những thành phần đi ăn kem đây, hôm nay là chú Hùng sẽ đãi kem cho cả nhà đây mọi người. Quá mọi người. Không nói chơi thôi chị, anh chị cứ túm mà làm thật. Cuộc sống mà nhiều khi người ta bất chấp lắm mọi người. Hôm nay là gài kèo hả? Gọi là chú Hùng bị gài kèo rồi. Nói là để em, thế để Hùng nó trả cho. Chết thật. Nói đùa. Các bạn này tưởng thật. Chị đó chị định tặng. Chị không lấy tiền nhưng mà chị bắt Hùng trả tiền. Không, chị Ly bảo thôi chị cứ off luôn 50% đi. Người ta bảo thôi chị cứ off cho em được rồi. Rồi off luôn 50% đi. Sumi, Zuna, Sumi. Cái tiệm kem này nhìn cũng sạch nha, sạch. Nhìn sạch đấy. Bữa giờ là người ta đóng cửa, hôm nay là dịch mở cửa lại rồi. Đây là lần đầu tiên mà nhà mình dám đi ra ngoài ngồi ăn như thế này á. Mà mát mà thích nha. Mát, hôm nay mát đó. Hôm nay rất là mát, ngồi ngoài mát, không có bị gì quá nắng. Mà ngồi ngoài đây mát đi. Phải, do có nhúm mây nó che chỗ mình đi chứ. Cho mình nó không nắng. Đó, đi thử ăn kem ủng hộ chị Tâm Hương. Chứ trời đang trong vậy mà không nắng sao được. Nhiều cái chỗ mình được mây che. Trời ơi, anh quay lên đây đúng kiểu mà kiến trúc ngày xưa, kiến trúc mà ban công mà có một cô tóc vàng vàng á, xong hơi xanh xanh đứng cái ra chữ ngoài. Chị tìm của chị đọc là gì cũng không biết đọc đó đi. Hả? Tìm của chị đọc là gì mẹ không biết đọc á. Creamy, glacé, creamy glacé, roulé. Là gì không biết, nói chung là chị đọc tiếng Pháp á, em thấy á, là chị làm sao mà chị cứ đọc thật dở giống tiếng Việt á, là nó ra vậy đó. Chị bảo chị quá xe em đi, lấy cái bánh em ăn. Chứ còn nếu như mà chị mà cố tình mà chị đọc sờ xịt xịt vào tiếng Anh là sai hết. Sai hết. Đọc theo kiểu tiếng Việt luôn á, là gần đúng. Phải đọc thật dở vào thì nó ra. Don't touch, Zuna. Don't touch, ok. Up on the chimney. À mà ngày xưa nó khổ như thế mà. Cái này lâu lắm rồi, cái này chắc từ thời nó mới làm cho tới giờ đó. Em nghĩ là không dám ra ban công luôn á, ban công là đóng. Ừ. Dạ. Yeah. Không an toàn. Xuống cấp rồi. Suka quay lại cái đoạn tí nữa quay cho Suka cái đoạn mà giới thiệu Suka ở chỗ này luôn nha, Valley View chỗ này luôn nha. Em Suka sắp đi gọi là đi casting đóng phim mọi người. Sau này nổi tiếng đừng quên chú là Hùng. 30 tuổi. Một vợ và hai con. Con còn bao nhiêu tuổi quay cho mì kìa? Cho mì con có muốn đi đóng phim không? Cho mì đang đợi khi nào 8 tuổi là cho mì đi đóng phim. Đi đóng phim nhá. Em làm gì? Tấm cám, con đóng vai cám. Còn em Zuna nữa kìa, em Zuna cái dân dơ kìa. Zuna. Tay đừng bỏ tay tay chứ tay đụng ngoài xong giờ bỏ cứ bỏ kìa. Zuna. Con có gì?
không bỏ miệng nha, không có bước cho lạ cô gô nha con. Dạ đó đi. Dạ rồi đi. Bumblebee. Mai đây thì cắt cho ha. Thế. Yum. Yeah. I don't like that. Hả? Cô mày không thích hả? Dạ. I don't like Bumblebee. Quay ở tí là đúng rồi. Đấy, xin mời chị ra đây để cho em Suna có chỗ di chuyển. Đúng không? Trời, em Suna rất là thích chị Sumi luôn á. Nhưng đi mà đâu bu chị Sumi đó. Mới ra có một cái mà Suka, em Suka dành rồi con share với em Suna với Sumi là đợi banana hả? Ừ, cái vị gì đây ta? Suna bồ cha với chị Sumi nè. Ừ. Cái nào xúc đi. Ừ. Đó, chị giỏi chưa? Chị Sumi giỏi không? Cái chị Sumi rất là happy để share cho cái em body. Cái vị gì đây ta? Vị gì lạ quá đây. Cái vị gì á? Anh có chuối dâu gì không? Ừ. Ừ. À, berry berry. Cái đó có vẻ ngon á. Cái này là strawberry nè. Berry nè. Với cả raspberry. Đang đợi 4 cái ra nữa mà mấy em nhỏ đang không chờ được mọi người ơi. Mọi người ơi, cuối cùng kem cũng đã ra hết rồi. Ngon đây ha. Cái này vừa ra cái bị chảy hết thùng đó, chắc được mang vào làm lại thôi. Hỏi chị làm lại hả? Làm lại. Là chốc nhán là nó mất đi nữa. Đây. Suna, đó. Suna, come here. Cái này strawberry. Lên đây, lên đây, lên đây, ice cream. Ice cream, ice cream. Suna, come. Ice cream kìa, Suna. Đưa cho cô Hà này. Rồi, mời mọi người nha. Chị Suka là ngon ngon quá hả con? Ngon vậy? Không? Con nói cho mọi người xem là cho mọi người xem. Vậy lấy này cái cream. Chocolate. Cream. Chemical. Cái đó là cà phê của em á. Cái này cà phê nè. Cái đó của em á. Ồ, cà phê hả? Cái này có chocolate with chemical with ice cream này nhìn giống được. Sao mì quá mà. Cái này là cream cà phê đây mọi người. Đó, Suna với lại Daddy ăn đi. Em đi ha. Bây giờ ăn ice cream. Ngon hơn chỗ em Suka ăn 2 ly luôn mọi người ơi. Sao mẹ đi, ngon không? Ngon, cái này cũng lạ, cái này là cà phê, cũng ngon ngon. Này, kem chuối. Cái này ở làm hơi lâu là tại vì là đây là làm theo cái kem mà kiểu chả ra, xúc lên nhà chứ không phải là kiểu kem mà múc ra nhà mọi người, cho nên hơi lâu. Không có kem dưa hấu chứ Hà làm nữa trái rồi. Ủa rồi cái này là cái gì hả? Cái này nè. Đây là chuối nè. Không, mang đi nè. Đây là berry. Cà phê của em là dừa nè, dừa không, dừa đây nè. Là cái này là dừa mới chuối luôn nè. Này chuối gì vậy? Ali xong chút sumi quá. Ủa sao con kia đây em cho con ngồi ăn cái này được không? Ăn hết đi con nè. Bumble Suna. Lấy. Anh có mua cho bộ này cái gì? Lấy thích bộ nào? Để anh có tặng cho cái chắc bộ màu xanh á. Đây bộ màu xanh này. Trong đó không phải bikini. Này, này màu đây, xanh này đi bơi nè. Này bơi không phải đi bơi à? Thì đồ bơi nhưng mà em không thích màu đó, em thích màu xanh này nè. Anh thích cái màu đó. Sao kỳ vậy? Bởi vậy nhà chị trái ngược nhau lắm. Kỳ vậy, bố Hùng lấy màu nào được. Hai màu đó em thích màu nào Hùng? Đương nhiên là em thích màu xanh rồi. Hùng thích, Hà thích màu nào? Em nghĩ là màu đỏ. Ôi trời ơi, em thích làm hèn tim mắt của hai ông này. À không, nhưng nếu như sexy thì màu xanh cũng sexy hơn. Không phải là sexy, nhưng ý là cái màu xanh nhìn nó đẹp. Nhìn cái nó này là già. Ơi là già như một cái bộ đó là bộ năm. Con thấy cái màu xanh còn đẹp. Dạ con mua màu nè cho mẹ nó. Màu xanh. Màu xanh. Hùng nó thích bộ. Hùng thích bộ kia. Chắc bữa nào vô đây coi. Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhà mình nha. Bye bye. Sumi bye bye nè. Bye bye. Suna bye bye nè. Bye bye.